cho tập hồi ký này. Mộng Phù Hoa, bộ phim truyền hình về cô gái xinh đẹp Ba Trang nhưng gặp phải nhiều biến cố trong cuộc sống. Cuộc đời Ba Trang từ một cô gái chân quê trong trắng trở thành một kỹ nữ nổi tiếng lục tỉnh Nam Kỳ đầy dẫy thăng trầm và cạm bẫy. Vai diễn Ba Trang là một cái vai diễn mà nó chất chứa nhiều tính cách nhân vật trong một con người. Nhiều nhất từ lúc mà giai đoạn Ba Trang là một cô bé 8 tuổi rất là ngây thơ và trong sáng, rồi dòng đời xô đẩy để rồi Ba Trang bàng hoàng về cuộc sống khi mà mình bị bắt vào trại giam, rồi sau đó lại vào lữ quán. Điều này là một cái điều mà một lần nữa cảm thấy rằng là mình rất là may mắn khi mà mình có cơ hội thể hiện một nhân vật mà vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc sắc như thế này. Phim gây ấn tượng bởi bối cảnh về thành phố Hồ Chí Minh xưa được đầu tư công phu kỹ lưỡng. Để hoàn thành 36 tập phim, gần 300 bộ trang phục đều được may mới hoàn toàn. Thì nhà sản xuất là đặt yêu cầu rất cao cho cái phần trang phục và tôi muốn tạo phong cách mới cho một cái dòng phim xưa. Nhưng mà phải được cái khán giả mà hiện tại á, chấp nhận. Đây là bộ phim đầu tiên Hà cầm điếu thuốc trên tay. Hút xong rồi là về nhà nằm liệt giường luôn mấy ngày trời. Bối cảnh chân thực cùng dàn diễn viên trẻ đẹp tài năng được lựa chọn kỹ lưỡng. Bộ phim đang là món ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả truyền hình. Phim đang được phát sóng vào mỗi tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên kênh VTV3.